À, chào các bạn, sáng sớm thì mình sẽ test một số cái giảm tóc nữa bạn, tại vì có nhiều khách hỏi, có nhiều khách cần thông tin số vòng quay một cách cụ thể. Ok, thì mình sẽ test nha. Đầu tiên trong năm cái này á, thì có một cái này không phải là giảm tóc các bạn, nhưng mà tua 7050 nha, để mình test thử xem là liệu nó có đạt, liệu nó có ra được 7050 nha. Tạm thời mình chỉ test ước lượng thôi các bạn, chứ không có dùng máy đo. Nó chuẩn 24V. Cũng đúng ha, tua rất là cao ha. Mình nghe cái âm thanh á, nghe âm thanh nha. Bà con này lực kéo cũng rất là tốt. Nào, nằm chơi đi nha, lực kéo rất là tốt. Mình thấy khi mà đưa nguồn vào á, giật nha. Con này thì nó có sẵn một cái pulley G3T. Ok, để mình lấy một vài cái curo lại mình lắp cho các bạn xem. Đây thì G3T á, tức là sao, tức là cái bước răng nó ba các bạn, bước răng ba nha. Thì đây là những dây curo bước răng ba nè, mình sẽ lắp thử đó. Thì khi lắp vào á, thì các bạn sẽ thấy nó khít không, nó phải đúng nha. Cho nên một số khách thì nếu mà không hiểu cái vấn đề này á, thì nó hơi khó đó. G3T thì nó đi với S3M. S3M thì trên cái thân á nó có ghi các bạn nè, S3M nha. Còn 216 này tức là cái chu vi các bạn, chu vi á, một 216 tức là chu vi, có nghĩa là bây giờ các bạn cắt ra đo tổng chiều dài là 216mm nha, 216mm. Cái này tiêu chuẩn quốc tế nha. 60 này là bản 60 nha, bản là 6mm. Ok, khách nào mua này mình tặng theo một cái dây curo, và cũng có một số cái pulley luôn các bạn, cũng có một số cái pulley luôn nha, để mình lấy thử lại nha. Tại vì có những khách họ muốn hỏi mua combo. Ok, như, ví dụ như cái này nha. Cái này mình chỉ ví dụ thôi các bạn, chứ nó cũng đa dạng nha các bạn. Cái này là bản lớn à, cái này loại xịn. Đó, thì mình sẽ kéo à, ý là như vậy nha, là như vậy. Đó. Còn cái này cốt là cốt 10 ly. Cũng có nhiều loại nha, ví dụ như khách nào cần cốt 8 hay gì đó, nhiêu đó. Thì nếu mà rảnh mình sẽ tìm giúp nha. Ok, còn lại là ba cái này thì khách đang hỏi về tốc độ. Đầu tiên mình test cái này trước, mình thích test cái nào mà khách không hỏi trước. Mấy cái jack này thì khi tại vì nó không có jack jack cái các bạn, không có một bộ á, cho nên mình, đa phần mình cắt bỏ. Có để thì các bạn không xài được. Để hỏi bên bãi coi làm việc lại chưa. Nay mai, nay chiều nay hoặc là mai mình sẽ đi chơi, coi có gì hay hay á, gom về giới thiệu cho các bạn. Ok, đầu tiên là cái giảm tóc này thì hàng nhìn rất là xịn. Mình tháo ra luôn nha, nhìn rất là xịn. Mắt xong các bạn, mắt xong nha. Mắt xong thì là một hãng lớn của Đức các bạn,
Chứ đây mình tưởng của Mỹ nhưng mà không phải của Mỹ, bắt xong của Đức. Ủa sao cái đèn nó không sáng sáng nữa ta? Nguồn vẫn ra nhưng mà đèn này nó mới cháy hay sao ta? Ha, mới cháy à? Cái này tua rất là chậm luôn nè. Để mình đếm nha. Một vòng, hai vòng. Cái này cỡ 20 vòng một phút nha. 20 vòng một phút. Đó, thì những cái như vậy lực kéo rất là lớn các bạn. Này không có giữ nổi nha. Nhông cho này nhông thép. Lực rất là lớn ha. 20 vòng. Hàng này hàng xịn nha. Mắt sông của Đức. Marking Germany. Có đảo chiều nha. Ok, cái này thì mới nha. Còn sót một cái. Cái này mình bán 150k nha. Chuyển khoản bao ship nha, mắc xong. Bridge. Ok. Còn cái này mình bán lại nha. Cái tour 7050 này hôm qua mình bán 200 nha, bữa nay giảm 20. Còn 180k bao ship nha, bao ship. Tặng kèm một dây Curo. Còn khách nào mua poly thì mình tính poly nha. Ok, tiếp tục vào nhân vật chính. Nhân vật chính là hai cái này. Ở đây nó có dấu cộng, cộng và trừ nha. Nhưng mà động cơ chổi than thì không cần các bạn, không cần cộng trừ nha. Tại vì ngược lại thì nó sẽ đảo chiều. Có một khách hỏi cái này thì tốc độ đầu ra khoảng bao nhiêu vòng một phút. Ok. Cái này nhanh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Một giây á, một vòng nó đi hơn một giây. Nó tầm cỡ 2 giây. Ủa, nó tầm cỡ 2 vòng trên một giây. Cỡ 150 vòng nữa. Cỡ 150 vòng. Khách nào muốn điều chỉnh tốc độ á thì mua kèm cái bo này là được nha. Kèm cái bo điều khiển nha. 9960V nè, 20A nè. 20A là dư sức cho cái này rất là nhiều. Và điểm đặc biệt là nó có sẵn luôn núm chỉnh tốc độ và công tắc đảo chiều. Làm tắt 6 chân á, đảo chiều. Cái này là nguồn cấp vào. Còn hai dây này là hai dây ra motor. Cứ đấu tự do nha, không phân biệt. Là nó chạy. Cái để thử cho các bạn xem nha. Nó này rất là dễ xài các bạn. Dễ xài mà giá nói chung cũng tốt. Cho nên là mình bán kèm á, nhiều khi khách cần á thì nó tiện, khỏi phải đi mua chỗ khác nha. Và mình phát hiện ra một số khách ở bên mình á là họ không biết Shopee Lazada gì các bạn. Họ chỉ toàn mua trên kênh thương mại điện tử thôi. Họ chỉ toàn mua trên YouTube thôi các bạn. Cho nên nhiều khi mình nói á, khách cũng không biết. Cho nên thôi mình mua về mình bán kèm cho nó dễ. Đa phần các chú nhiều. Ok nè, mình đảo sáu xong nha. Hai dây này vào mà motor. Đó. Thì bây giờ các bạn để nấc giữa thì nó không chạy nha. Bật nấc bên nào đó xong mình vặn lên. Nha. Vặn lên. Ngược lại. Dễ xài nhé bạn. Thì tốc độ tối đa của cái này á thì cũng chính là tốc độ khi các bạn cấp nguồn trực tiếp 24V vào động cơ. Đó. Lô. Đó. Này rất khỏe. Ok, cái này là khoảng 120 tới 150 vòng một phút nha. Đó là tối đa đó.
còn tùy các bạn chỉnh nha, muốn xài bao nhiêu chỉnh bấy nhiêu. Cái này 200k nha, không bao ship, không bao ship nha, nhông thép, hàng của Nhật. Tiếp theo con giảm tốc này là trước Tết có một anh khách ảnh dặn á bà, ảnh dặn nhưng mà anh không có cọc á, thôi mình bán lại nha, tại vì mình nói rất là rõ luôn, anh phải anh thực sự cần thì anh cọc dùm. Cọc để làm gì? Để mình biết mình hồi người khác các bạn, chứ để người khác hỏi cái mình hầu mình nói bán rồi nhưng mà cuối cùng anh không lấy thì cũng bó tay. Cái này tua khá nhanh nè, cái này êm ghê nha, êm ru luôn á. Cái này cũng giống cái bên đây nè, tốc độ ra đầu ra khoảng 200 vào một phút nha, nó nhanh hơn chút, khoảng 200 nha. Cái này lực kéo rất là tốt, khỏe. Bò ben là lúc nó ăn đừng có ấy con nha, nó đang bị bệnh đó. Có một cái bát thép rất là dày, cỡ 5 ly dày. Còn cái này các bạn không xài á, các bạn tháo ra nha. Nó không, không biết hàng, nếu mà các bạn nhìn thấy lục giác hoa thị đa phần hàng của Đức. Đức nó xài nha các bạn. Đức và Mỹ. À, cái này của Germany nè. 92W nha. 11A 24V. 92W. Này rất là êm ngon nha. Cái này kéo bạc, kéo gì, kéo những ứng dụng gì đó mà rất là ngon. Nó xài hộp số, như hộp số dầu. Ở đây nè, cái nút châm dầu các bạn. Cái này là 200k bao ship, 150k không bao ship nha các bạn. Không bao ship nha. Cái cuối cùng, cái này thì mình không rõ hai cái dây phía sau rồi nè, nó làm gì nha, không rõ nha các bạn, nhưng mà cấp nguồn thì hai dây này. Cái này cũng vậy nha. À nhầm, có lẽ nhầm giá nha. Để anh báo lại các bạn, cái này nhầm giá nha, mình nhầm cái nhỏ. Nhảy dữ ta. Cái này cũng vậy các bạn. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cái này thì khoảng cỡ 150 vòng một phút. Tại vì một giây á khoảng 2 vòng. 2 tới 3 vòng các bạn. Cái này thì của Sweden, Thụy Điển nha, Thụy Điển. Còn hai cái dây sau thì mình không rõ nha, khách nào có nghiên cứu thì về nghiên cứu, không rõ là cái gì, thắng hay gì đó ha, không rõ nha. Ok, giá mình báo lại nha. Hai cái này trước đây, cái này trước đây mình bán là 450, nhưng mà sau đó mình giảm còn 350 nha các bạn. Bây giờ mình vẫn giữ giá 350 nha, 350 không bao ship nha. Còn cái này thì cái này nhỏ hơn một chút nhưng mà cũng rất là ngon nha. Ok, mình bán với giá cũng giống nhau nha. Cái này cũng nói chung là 350 bao ship nha, chuyển khoản bao ship cho nó dễ. 350 chuyển khoản bao ship. Ok, cảm ơn quý khách đã xem video.